Cuối cùng ta cũng chờ đợi tới ngày hôm nay. Phong ấn của ta đã được giải rồi. Thế giới này sẽ được ta thống trị một lần nữa. Nào, các con cháu của ta, hãy ra ngoài đi, chiếm lấy thế giới này cho ta. Chồng ơi, đằng đó có chuyện gì mà vụ nổ lớn kinh hồn quá vậy? Ta cũng không rõ nữa, nhưng ta ngửi được mùi yêu khí nồng nặc. Chắc có lẽ một tên ma vương nào đó phá vỡ phong ấn chui ra ngoài. Nhưng thôi, đó không phải là chuyện của chúng ta. Hãy đợi con của chúng ta nở ra, rồi nhanh chóng quay về trời. Hai chúng ta đều là thần tiên, tại sao lại không cứu giúp nhân gian này chứ? Và lại chúng ta yêu nhau lén xuống trần gian này đã mang trọng tội lớn. Chắc chắn ông trời sẽ trừng phạt chúng ta. Nếu chúng ta lấy công chuộc tội, cứu giúp nhân gian này, có khi ông trời sẽ giảm nhẹ tội cho chúng ta, cho gia đình chúng ta được sống bên nhau đó. Thôi được rồi, em cứ ở đây ấp con nở ra đi. Một mình anh sẽ tới đó xử lý tên ma quái yêu tinh kia. Ba ngày đã trôi qua rồi, sao chồng của mình còn chưa quay trở về nữa? Không lẽ anh ấy gặp chuyện hay sao? Không được, không được. Con ơi, con hãy ở đây chờ mẹ nha. Mẹ đi tìm cha, rồi sẽ quay trở về ấp con ngay lập tức. Con hãy ở đây chờ mẹ một chút thôi, mẹ sẽ quay về ngay. Mẹ đi đây. Mẹ ơi, cha ơi, con muốn ra ngoài, con lớn rồi. Ngoài này đẹp quá. Ủa, sao không thấy ai hết, chỉ có mỗi một mình. Không lẽ mình bị mồ côi, mình bị bỏ rơi? Mồ côi khổ lắm mày ơi, đói cơm khát nước chẳng người nào lo. Vì là mình sẽ sống một cuộc sống đi ăn mày, đi ăn xin người ta hay sao? Không được, không được, mình không thích ăn mày đâu, mình thích đi bán vé số hơn. Mời đẻ, mời đẻ. Này nhóc con, mày là con cái nhà ai sao trên đỉnh núi này một mình vậy? Tôi cũng không biết nữa. Ủa, còn ông là ai? Ông có phải là tao là kẻ chuyên đi ăn thịt con của những đạo quan khác. Tao không ngờ lần này tao phát hiện ra mày một con mồi không có cha lẫn mẹ. Hay quá, vào bụng của tao đi. Thật đáng ghê. Cái quái quỷ gì đây? Người nó phát ra lửa à? Chết rồi. Tại ngươi muốn giết ta, ta chỉ phản công lại mà thôi. À, đằng kia có một hồ nước khổng lồ kìa. Hay quá, tới đó uống một ngụm nào. Thật đã khát quá đi. Ủa, sao đằng kia có tiếng hát kinh dị quá vậy? Hả? Là những sinh vật người đầy máu me. Trời đất ơi, tội nghiệp quá đi. Không lẽ họ cũng giống như mình, vừa mới đẻ ra đã bị bỏ rơi, rồi gặp kẻ xấu tấn công ăn thịt hay sao? Con của ta bị ác quỷ giết chết rồi. Em báo thù là bọn báo thù cho bọn ta. Các ngươi còn sống mà? Cái gì? Có ác quỷ? Nhưng ác quỷ là ai chứ? Ăn to lớn, độc ác. Là bơ. Hãy đi về phía sau khu rừng này, cứu con của chúng ta. Hắn bắt con của mấy người à? Không lẽ hắn định bắt con nít bán sang Trung Quốc, hoặc là mổ nội tạng? Khốn kiếp. Mày thì tôi sẽ liều mạng cứu con của các người về. Dừng lại, xin bật kia. Dừng lại! Thì sao người của ngươi phát ra được đầy lửa hay vậy? Ta cũng không biết. Từ nhỏ ta nở ra từ một cái trứng trên núi thì đã như vậy rồi. Còn ngươi là ai? Không lẽ ngươi là ác quỷ? Ta sẽ liều mạng với ngươi. Đúng rồi, chính xác con là con của mẹ rồi. Là mẹ đây, Phượng Hoàng Lửa đây. Mẹ đã để con trên núi, rồi tới giúp cha con, nhưng không thấy cha con đâu. Mẹ đã đưa tất cả những sinh vật thoát khỏi tên ác quỷ chúa tể đó, nhưng thật không ngờ hắn đã dùng ngọn lửa địa ngục làm chết tất cả mọi sinh vật, cả các mẹ cũng bị thương nặng. Cái gì? Bà là mẹ của tôi à? Sao tôi không giống bà tẹo nào hết vậy? Không lẽ bà ăn chơi bay lắc?
rồi chữa hoang với sinh vật khác hay sao? Oh my god! Không, không. Mẹ là phượng hoàng lửa, là thần tiên trên trời, đã yêu thầm cha con, là một rồng bạch long, cũng là thần tiên chí tôn. Mẹ và cha con đã trốn xuống trần gian để sinh con ra đó. Nhưng bây giờ chuyện quan trọng nhất là con phải rời khỏi đây. Mẹ sẽ dùng năng lực tu hành mấy ngàn năm qua truyền hết cho con. Con sẽ khôn lớn, nhanh chóng bay về trời. Không, không, mẹ đừng làm vậy. Mẹ ơi, mẹ ơi. Ngô Kim, tất cả là do tên ma vương đó. Mình phải báo thù. Mình phải báo thù hắn. Nào, tất cả thuộc hạ con cháu của ta, mau chia rộng ra, chiếm luôn một nửa thế giới còn lại này đi. Chúng ta sẽ biến thế giới này thành thời kỳ hắc ám. Bọn chúng ở đằng kia, đằng kia. Lũ nhảy mép, các ngươi đừng hòng chạy thoát. Các ngươi sẽ trở thành thức ăn cho con cháu của ta. Chạy đi tất cả các sinh vật. Ác quỷ kéo tới rồi. Cô Kim, từ ma vương này to khổng lồ quá. Nhưng mình không sợ. Được rồi, mình sẽ giải cứu những sinh vật vô tội trước, giết chết lũ thuộc hạ của tên ma vương khốn kiếp đó. Dài. Cái gì thế kia? Con thế nào để giết con cháu của ta? Mẹ kiếp, thứ này là thứ gì? Sao lửa giống rồng, lửa giống loài chim vậy? Chết tuyệt. Chết hết đi. Lũ lâu la lục lạc khốn kiếp độc ác đây. Ta chính là con trai của rồng và phượng hoàng. Ta đại diện cho công lý, đại diện cho ánh sáng, đại diện cho thần tiên trên thiên đình, trừng phạt tên ma vương với ngươi. Ta sẽ thu phục ngươi, cho ngươi tan thành mây khói. Nghe những lời của lũ thần tiên các ngươi, thiệt là muốn xì hơi quá đi. Còn nhất cả cọng lông nách nữa. Khổ kiếp, các ngươi nghĩ các ngươi có thể hại được ta à? Mấy ngày trước, có một con phượng hoàng lửa và một con rồng đã bị ta đánh cho tan nát rồi. Bây giờ thêm một kẻ không biết điều tới đây. Được, vậy thì ta sẽ cho ngươi chết chung với bọn chúng. Đau quá. Tình con kìm. Này, có phải ngươi là thần tiên từ trên trời xuống không? Ngươi vừa chiến đấu với tên ma vương đó à? Ngươi có làm sao không? Ai đây? Ngươi là ai? Ta là một con rồng bạch long. Ta cùng vợ và con của mình trú ngụ tại trần gian này. Nhưng khi thấy tên ma vương, ta đã tới đây định giết hắn. Nhưng ta không ngờ hắn rất mạnh. Hắn đã chặt lấy cái đầu của ta mất tiêu rồi. Là một con rồng bạch long. Ông không lẽ là cha của tôi? Người nói cái gì chứ? Không lẽ Người Đúng, tôi nở ra từ cái trứng trên núi nè. Tôi đã lang thang và sau đó gặp được mẹ phượng hoàng lửa. Bà ấy đã sử dụng năng lực tu luyện ngàn năm để truyền hết cho tôi. Tôi tới đây để báo thù, nhưng thật không ngờ tên ma vương nó rất mạnh. Cái gì chứ? Vợ của ta. Được rồi, con của ta, ta không thể nhìn thấy con. Nhưng ta cũng sẽ giúp con. Ta sẽ làm cho con mạnh mẽ hơn. Không được. Cha ơi, tại sao cha mẹ lại làm như vậy? Tất cả là do tên ma vương đó. Mình làm này mình xoanh da xẻ thịt ăn. Thuộc hạ của ta, các người đã giết hết lũ côn trùng sinh vật nhỏ nhét ở đây chưa? Chúng ta cảm nhận có mùi tiên khí quanh đây. Rõ ràng ta đã giết hết lũ thần tiên rồi mà. Cái quái quỷ gì đây? Ma vương, đến lúc rồi. Ta sẽ báo thù cho cha mẹ của ta. Thay mặt họ,
ta sẽ phong ấn ngươi, đưa ngươi quay lại địa ngục và mãi mãi không được hồi sinh. Chết tiệt, ngươi ở đâu chui ra vậy? À, sao những ngươi quen quen, nửa giống lòng, nửa giống chim phượng hoàng. Khổ kiếp, không lẽ là cái thứ hồi nãy mẹ kiếp ngươi chưa chết hay sao? Ta thật bất cẩn. Đúng vậy, lần này ta tiếp thu nguồn năng lượng của rồng Bạch Long cha ta, sức mạnh ta được kích hoạt hoàn toàn. Bây giờ ta đã biến thành một con rồng phượng hoàng trưởng thành. Đến lúc rồi, ta sẽ cho người thấy sức mạnh tiềm ẩn tối cao của ta. Cái quái quỷ gì đây? Không thể nào, không thể nào. Phép thuật của ta không thể nào thua lũ thần tiên các người. Đau quá, đau quá. Rốt cuộc Ngươi đây là ý trời. Thứ độc ác như ngươi chắc chắn sẽ có nhược điểm, và chính tiên thuật của ta là thứ mà sẽ kỳ với ngươi. Không, ta không phục. Mẹ ta, cha ta không làm gì được ngươi, nhưng kết tinh của họ chính là ta sẽ là khắc tinh và sẽ kết liễu ngươi tại đây. Dừng lại đi. Ta sẽ cho ngươi quân đò vô quý. Ta sẽ cho ngươi nhiều con rồng cái xinh đẹp. Tha cho ta. Chết đi.